Bác Sát Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh, bác sát trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, bác Sát Đức Huy đang có mặt ở cái vườn Thượng Uyển của chú Thủy tại Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy một cái vườn trên sân thượng nhà chú Thủy cực kỳ đẹp. Thì vườn chú có rất nhiều những cái tác phẩm quý quý vị ạ. Bác Sát Đức Huy sẽ hôm nay sẽ đến thăm chú, đầu tiên thăm chú và sau sẽ chia sẻ cho quý vị. Và đông lắm quý vị ạ, mọi người đang có mặt ở nhà chú Thủy đông lắm. Cháu chào cô chú nhá. Cô, cháu chào chú. À, cháu chào các bác nhá, các bác, các chú và các anh. Vâng ạ, hôm nay được lên thăm một cái vườn cây quý của chú Thủy. Thật sự là đúng là mãn nhãn. Chú ơi, chú có thể dẫn cháu đi ngắm cây quý của chú không? Cây quý nhất vườn của chú không? Đây là đại cổ làng Chiều à? Đây là cái cây quý của chú của chú Thủy này quý vị này. Đại cổ làng Chiều. Cái tên mà đại cổ làng Chiều là một cụ cao tuổi ở trong làng. Vâng. Thế là cái cây này có một cây cụ đặt là đại cổ làng Chiều, nhưng khi mà cụ thấy cây này nó to nhất ở trong làng Triều Khúc mà. Vâng. Cái cổ cũng có nhượng lại cái tên của cụ Thái. À thế ạ. À. Vâng. Thưa quý vị, một cái báu vật của chú Thủy này của làng Triều Khúc. Chú ơi, cho ra chú anh. Chào anh nhá. Tôi xin chào. Vâng. Một cái báu vật của làng Triều Khúc nhỉ? Có thể nói báu vật, có thể nói đặc trưng cho cái lối chơi của làng Triều Khúc. Vâng. Đúng như thế. Vâng. Đây có nhiều, nhưng mà đây là cây tiêu biểu. Vâng. Cây của anh bạn tôi đây là anh Hùng. Là cây của một trong những mà những người mà tôi gọi là nghệ nhân cái thế hệ thứ hai mà chúng tôi được biết mà cũng đi lâu rồi. Vâng. Đi cũng hơn một chục năm nay rồi. Vâng. Còn có những cụ đi vào cái thế hệ thứ nhất mà chúng tôi biết lúc khi cụ mất năm 1981 là 2 tuổi làm tôn, chính thức là tuổi 94, 2 tuổi 96. Và cái cây của cụ là cái cây cái thế mai bỏ tử. Vâng. Cái ngày tôi tự gãy chân, cái đang gọi là sai chân, tức là cụ bóp. Thế mà tôi đưa cái chân vào cái trọng cái cảnh cụ. Những cây nó không to thế này, các cụ chơi cái bể cái chứ nó bé thôi. Vâng. Thế của mày cẩn thận đấy, nếu mà mày làm đổ cây sao mày không để được đâu. Cây của cha ông tao trồng, sợ cụ cái gì. Vâng. Thế cho nên có thể nói rằng là cụ Vũ Sứ Thần 300 năm nay là cụ truyền nghề cho làng mình, nhưng cũng đi xứ 12 năm cũng học tất cả những thế của cây ở bên Tàu, và chúng cũng là người mang nghề. Cho nên cái lịch sử chơi cây là khoảng gần 300 năm từ thời Lê Hiển Tông. À thế. Và cái cụ ấy truyền sau khi mẹ là 12 năm đi xứ thì cụ truyền lại cho đến đời thứ 8 là cụ giữ. Và tất cả năm ông đều chơi hoặc non bộ và đều có cây ổn ông sang bồng bán cho thanh niên sản. Còn cây của ông Cự Dĩ cũng bán đi, cây của ông Lý Trọng cũng bán đi, rồi cây của ông sang bồng cũng bán đi. Tức là năm anh em đều chơi nổi tiếng ở làng, mà bắt đầu là từ thời thời Pháp thuộc ra từ thời Pháp. Vâng. Thế này còn cha ông của ông đã cây chơi của, cây mà của cụ sang bồng là chính cái cây đài sen bây giờ đấy. Chính xác, cây của ông mà đấy, cây ấy là cây đấy, tôi mới ông này chụp, tôi mới xé cái ảnh tôi với ông này chụp của ông sang bồng năm ngoái. Thế mà cuối cùng tôi mà giữ cái ảnh ấy, chắc là ông Thăng Mô cũng tặng tôi mấy chục triệu. Hai anh em chụp đây từ cây mà cứ xé, ông Dần chụp cho tôi. Đúng rồi, ông Dần. Ông Dần chụp cho tôi, có đúng không? Đúng không? Mỗi anh em mình ngồi ở một cái góc mà chụp đúng cái cây cảnh, cái bể cảnh ở giữa. Hôm nay có các chú chia sẻ lại cái lịch sử cây cảnh Triều Khúc. Tôi chơi Triều Khúc ấy. Không này chơi nhưng mà nhiều khi là cái lịch sử không rõ. Vâng. Bọn tôi thì tôi rõ, lứa tôi rõ. Vâng. Bạn tôi ấy còn đem bán của cụ Hàn Dùng đi 2 xe ô tô cây của cụ cả Dùng. Mà cụ cả Dùng là do cụ Dị để lại. Tức là cụ Nguyễn Hữu Dị là đẻ ra cụ Nguyễn Hữu Dùng. Ông Nguyễn Hữu Dùng mới đẻ ra ông Điểm. Thế ông Điềm là cùng trang lứa với tôi. Thế mà ông ấy đem ông không giữ, ông bán 2 xe ô tô đi của cụ. Mà cụ Dị là do cụ Dị để lại. Mà cụ Dị ấy
thì là cái nguồn gốc thì sẽ chiêm ngưỡng cái đường nét của cái tác phẩm quý này. Sau khi mà công viên Trung Nhĩ Khánh thành đấy thì làng Chùa Khúc được giải đầu tiên của cái sở văn hóa khủng khiếp quý vị, mà cây là cây của nhóm Hàn Dục. Những cái tác phẩm đặc trưng của làng Chiều Khúc quý vị nhé. Một tác phẩm nhưng không biết cây này so tuổi với cây của ông Hiền thì cây nào già hơn hay là tương đương phát triển của ông Hiền. Ở nhà ông Hiền Trung Phượng này, cây ông Hiền là bọn tôi biết ngày xưa cây nó cụ để lại, cụ để cái bể cảnh là cây mục tử, nhưng cây đó già khủng khiếp quý vị. Đây là báu vật của chú Hiền. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng vùng quanh tác phẩm Đại Cổ Làng Chiều, một tác phẩm đã tham dự rất nhiều cuộc triển lãm và đơn cử như năm ngoái là tham dự triển lãm Bắc Linh, và cũng là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm Bắc Linh. Thì quý vị yêu cây cả nước sẽ chiêm ngưỡng tác phẩm ở vườn của chủ nhân là chú Thủy. Hôm nay có rất đông mọi người đến tham quan vườn chú. Chú Thủy ơi, chú kế thừa cái tác phẩm quý này của các cụ để lại được bao nhiêu năm rồi chú? Cây này thì là chú mua được đến từ tháng 7 kia, năm nay gần 3 năm. À, tháng 7 năm kia gần 3 năm. Thế à. Thế là chú được thừa hưởng từ các cụ của làng mình hả? Cây này nó còn lại hai cây gọi là cổ nhất của làng mà một thời các cụ ngày xưa để lại là cây khổng tước và cây này. Vâng. Đấy, thì cây khổng tước thì là cháu Đạt cháu mua trước. Vâng. Sau đấy là một thời gian là cháu cũng lấy được cây này. Vâng ạ. Đấy, một là cái may mắn của chú Thủy. Nếu mà nói đúng là cây cổ ở Triều Phúc mà hiện đến bây giờ thì cây xanh là còn lại duy trì được còn được 3 cây. Vâng. Là cây của khổng tước với cây này với cây của bác Hiền. Vâng. Đúng rồi. À, còn lại còn về sau này thì các cái đời này là nó là thế sau. Vâng. Này được chiêm ngưỡng tận mắt một cái báu vật của làng Chùa Khúc này. Không riêng như khổng tước, còn một cái tác phẩm quý nữa là cây xanh cổ Đại Cổ Làng Chiều của chú Thủy. Và cái vườn cây của chú Thủy thì quý vị biết này, trên sân thượng nhá. Sân thượng có hàng mấy trăm tác phẩm lớn bé. Và chú ơi, chú chia sẻ cái sân thượng của chú thì cái diện tích nó khoảng ước chừng nó khoảng bao nhiêu mét vuông? Diện tích của cái sân này của chú là 1200 mét. Nhớ rồi, 1200 mét. Và trên tầng mấy hả chú? Tầng 5. Đấy quý vị ơi, trên tầng 5 ở làng Chiều Khúc 1200 mét vuông. Mà quý vị biết là làng Chiều Khúc thì đất đỏ lắm quý vị ạ. Mà chú có cái sân thượng chơi cây cực kỳ giá trị thế này thì quả là tuyệt vời. Đấy, nhiều người còn phải đặt cây ở một cái sân tập thể, đúng không? Đây chú có một cái sân riêng rộng mênh mông thế này, quả là một cái điều hết sức là quý và lý tưởng để chơi cây. Đây vì ham cây cho nên là chú mới làm một cái sân chơi như thế này. Vâng, tuyệt vời lắm quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy này, 1200 mét vuông của chú với hàng trăm những tác phẩm quý, nhiều lắm. Quý vị nhìn thấy đâu, nhiều lắm này. Mọi người đang trò chuyện rất là say mê bên những tác phẩm quý, hồi ức lại những cái kỷ niệm, những cái lịch sử của làng mình, những cái lịch sử chơi cây cảnh của làng Chùa Khúc. Có như mọi người cho biết thì
khoảng 300 năm cái lịch sử của làng Sử Phúc. Nên là cái lịch sử rất là lâu đời rồi. Các cụ chơi cây rất là lâu rồi. Và những tác phẩm của làng Sử Phúc thì đã giải rác khắp nơi trên cả nước. Và hiện nay có rất nhiều những cái tác phẩm đã đứng trong những hàng top. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy vừa chia sẻ gửi tới quý vị một cái báu vật của làng Triều Khúc và báu vật của chú Thủy, của gia đình chú Thủy. Thì Bà Sa Đa Huy đến đây xin phép và tạm dừng video đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào chào tất cả mọi người nhé. Vâng, chào tất cả mọi người.